Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, trong tổng số 77 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận vào ngày hôm qua, ngày 5 tháng 8, có 60 trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Đặc biệt tập trung tại quận Sơn Trà và các điểm nóng tại 5 phường đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế là phường Mân Thái, ghi nhận 20 ca mắc COVID-19, Nại Hiên Đông 9 ca, Thọ Quang 7 ca và Phước Mỹ 4 ca. Tổng số ca mắc liên quan đến cảng cá Thọ Quang được ghi nhận đến nay đã lên đến 535 ca và được nhận định vẫn ở nguy cơ rất cao. Qua điều tra dịch tễ, các ca mắc liên quan đến cảng cá cho thấy một số địa phương vẫn còn bỏ sót các trường hợp F1 liên quan đến cảng cá và các trường hợp này chỉ được phát hiện khi đến khám tại các bệnh viện hoặc qua xét nghiệm hộ gia đình.